Bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên Văn Tú, em đến từ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp em buôn bán. Thế còn em? Em tên là Thanh Lan, năm nay em cũng 28 tuổi. Thì công việc của em hiện tại là em phụ chồng buôn bán với làm nội trợ thôi. Kể tôi nghe đi, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Bọn em học chung từ cấp 2, khoảng 11 tuổi là đã gặp nhau rồi. Rồi, thêm 2 chút mã nữa. Ủa hả? Nhưng mà lúc đó là nhỏ thì mình không có để ý gì đâu. Mình chỉ thấy bạn này trong lớp thì là rất là hung dữ đanh đá. Thì... phải không? Lan dữ đúng không Lan? À, dạ em hung dữ, nhưng mà không phải hung dữ có với đối tượng khác thôi, chứ không có liên quan đến anh này. Rồi sao? Thì mới là mới phát biểu là sau này mà ai lấy cô này chắc tới số rồi. Bữa đó vô tình nói mà ông bục đi nghe. Rồi tới số. Rồi sao? Cái lúc em gặp vợ em có xinh như bây giờ? Nhìn được thôi anh ơi. Được thôi. Dạ được thôi. Vậy thì lúc mà em gặp ông này, ông có xinh như bây giờ? Chồng em á, trong mắt em lúc đó là không có ấn tượng gì hết trơn á. Tại vì chồng em lúc đó mà đen nè, xấu trai nữa, nhìn lôi thôi lắm. Chưa hết đâu, tính ổng nhát gan lắm, mà ổng mít ướt nữa, hay khóc lắm. Bạn bè mà chọc ảnh một chút xíu là anh đã khóc rồi. Sau này anh còn kể em á, hồi nhỏ anh hay nuôi vịt lắm em, cứ mỗi lần mà mấy con vịt nó đi mất là anh đi khóc. Nên là cứ mỗi lần người ta thấy anh khóc là người ta biết anh đang mất vịt. Mà đặc điểm là ảnh học dở lắm. Mà em tuy là em thì cũng gì thuộc diện là con ngoan trò giỏi trong lớp nên là không chơi. Vậy sao thích được? Vậy thật ra là chuẩn bị vô đại học luôn. Thì lúc đó mình mới có tình cảm thôi, chứ trước đó là em không có yêu anh này. Lý do gì mà có tình cảm với anh này? Qua cấp 3 thì học khác lớp nhưng mà chung một trường. Thì cái bạn lớp hồi cấp 2 á, mà đi sinh nhật thì ăn đi chung á. Thì đi trên xe thì em cũng nói chuyện qua lại. Thì em nói là về, giờ này chắc về nhà ba la. Thì dạ em mới nói là có ba la là vui rồi. Đây là em muốn còn không được. Thì em thấy gì em cũng thương. Em là ba mẹ là chia tay từ nhỏ thôi. Rồi lúc đó là bắt đầu để ý anh. Mới để ý. Đúng rồi. Rồi tấn công. Chưa đâu anh ơi, mới để ý thôi, mình chỉ dầm lén rồi thôi. Xong hết cấp 3 luôn, bạn này cũng không để ý em đâu. Lên đại học cục trung tỉnh thì em mới là xin địa chỉ nhà trọ qua thăm, uống nước đi dạo rồi. Thì đi được tới 14 tháng 2 thì em có tặng vợ một bó bông mà dạ em thì không hiểu ý nghĩa. Không, em kể cho chị này buồn cười lắm. Ông rủ em đi chơi thì em cũng nghĩ là bạn bè thì đồng hương rủ nhau đi chơi thôi. Thì em thấy lúc mà đi lại thì trên xe có một cái bông, thì em cũng không hỏi đến nữa. Cái đi chơi về cái anh đưa bông này tặng Lan nè. Em hỏi sao tự nhiên tặng Lan bông hồng làm gì vậy? Cái bạn này nín thinh à, quay xe đi về luôn. Em cầm bông hồng em đi vô, em đi tưng tưng vô nhà trọ mà dáng không có nâng niu, em cầm bông hồng em quay gì vậy? Cái em đi vô tới nhà trọ, cái mấy chị nhà trọ mấy chồng nói thằng nào thương em nó tặng bông hồng em vậy. Nó em gân cổ em kể lại mấy chị nhà trọ. Em chắc chắn một thà điều là cái thằng này nó không có ý nghĩa em hết á, chẳng qua là nó thấy bông đáng bán đầy đường thì nó mua đưa em thôi. Mấy chị cứ chọc bảo là chắc chắn là thằng này có tình cảm với em, nhưng mà em không tin. Lúc đó em chỉ nghĩ là giữa em với bạn em là ngoài cái tình bạn cũ thì không có gì hết, chứ không hiểu cái ý anh này. À, còn ý anh là sao? Thì nói chung là mình cũng để ý mình mới tặng bông chứ chị. Sao tặng bông sao cái ông bỏ chạy là sao không biết nữa. Mất cỡ em là nhát gái mà. Hồi xưa là học phổ thông là không giờ chi mà nữ nào đâu. Bông hồng là muốn thay lời muốn nói đấy. Dạ đúng rồi chị. Là bông hồng là màu đỏ đúng không? Dạ màu đỏ vậy. Trời vậy mà không hiểu tình yêu đó. Tới bao lâu thì em mới hiểu được vấn đề và hai em yêu nhau? Sau đó là tới ngày 8 tháng 3 thì ảnh cũng ngủ đi chơi. Ảnh cũng tặng cho bó bông bự bự đó. Thì cũng không nói gì, đi về nhà. Tới khi tối về thì em mới thấy anh này, anh nhắn cho em một tin nhắn. Đang làm bạn gái túi ra. Em cầm em đọc tin nhắn mà em hết hồn, cái điện thoại rớt dưới đất luôn. Đâu ủa gì kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, sao tự nhiên là nhắn vậy. Thì em không có dám nhắn lại. Em bỏ điện thoại xuống luôn, không dám làm gì với cái điện thoại đó hết rồi. Sợ điện thoại tưởng tú không. Giống như là cái tin nhắn nó trên trời rơi xuống sợ lắm luôn. Bảo có sao kỳ, nói chung là bất ngờ lắm. Nhưng mà sau cái cảm giác bất ngờ đó chắc có lẽ là một sự tò mò. Dạ đúng rồi, thì dạ thì từ từ em mới là lúc đó mới để ý lại chồng. Thì tụi em yêu nhau bao lâu thì lấy? 9 năm. Nhưng mà lúc mà lấy nhau rồi thì có hiểu nhau hết không? Có hiểu nhau hết không, là có vỡ mộng? Đối với em thì em không vỡ mộng, em chỉ là cảm thấy ôi sao mà mình sướng vậy, mình cưới được một chồng người chồng như vậy. Chồng em thì có đặc điểm là
không cà phê, không thuốc lá, không bia, không rượu luôn, không ăn chơi, không gái gú luôn. Nên là trời sống tuyệt vời. Đây là một trong những cặp mà chắc có lẽ là thay đổi format của mình quá. Bây giờ đến cái dạng không có, là khen không? Không có khen không. Coi như bây giờ là không có gì để mà chê hết. Không lẽ giờ chào kết. Nhưng mà cũng có một vài khuyết điểm nho nhỏ. Kể cái dạ. Ví dụ như em thì em thích đọc truyện ngôn tình lắm. Em thích những cái nhân vật truyện là chỗ nó họ hoàn hảo lắm, họ lãng mạn, họ nói chuyện nhẹ nhàng với bạn gái. Còn chồng em không có đâu. Nhờ cái gì là lấy dùng thùng nước coi, tức là hay kêu em chổng không vậy đó. Nhưng mà thường là kêu chổng không vậy thì em không thích. Không có hoa mỹ trong lời ăn tiếng nói. Em hay nói là em không có thấy cái thằng nam chính nào mà nó cư xử thô lỗ với nữ chính như anh hết trơn. Dễ thương quá. Cái thứ hai là gì nè, trong năm là em nhớ hết tất cả những ngày mà em được tặng quà, như là 14 tháng 2, 8 tháng 3, sinh nhật em, 20 tháng 10, Tết nữa. Mà anh này anh nói là thôi nhiều quá em ơi, anh gom chung tặng ngày để cho nó gọn. Thì là nghe là tụt hết cảm xúc luôn á. Cái thứ ba là hay mê điện thoại lắm, không có chơi game nhưng mà anh thích đọc báo nè, thích coi phim kiếm hiệp, coi phim hoạt hình nữa mới ghê chứ. Coi ghiếc mà lậm luôn á. Nhiều khi em đang ngồi kế bên ảnh chủ em kích bốt gì là xong rồi nói anh truyền nội công cho vợ đó. Em thì em không thích như vậy. Em thích là thay vì thời gian có rảnh rỗi á, kiếm coi vợ ở đâu, coi có phụ vợ gì được thì phụ. Còn không thì chỉ cần nhẹ nhàng thôi, đi qua là kêu giới yêu hoặc là thơm vợ ăn cái là cũng thấy mát lòng. Chứ không được lơ em, không thích. Đó là không thích đó. Giờ tới chồng đi. Lúc mà quen thì thấy vợ hiền, nghe lời lắm. Nhưng mà cưới về á thì y ghen giúp đầu phát biểu với anh. Hung dữ, đánh đá mà lì nữa anh, nhõng nhẽo nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm anh ơi. Trời ơi, nhiều thứ lắm anh ơi. Bây giờ anh kể cái gì mà dạ, hay giận, chẳng hạn như là nhờ em làm gì đi không làm á là giận, kiếm chuyện mọi cách ăn hiếp em, rồi hay cắn em nữa chịu không nổi. Không thì chắc là em thương á, cưng em lại em hung hoài tay, hung tay thôi, hung đã thì em phải cạp cái như thế nào. Cạp cánh đã, cạp cái mày mấy dấu găng anh đứng đủ hết trơn luôn. Rồi còn gì nữa không? Lì, nói gì cũng không nghe, chứ muốn cái gì là được cái đó. Không bao giờ mà thay đổi ý định mình, chị mình sai. Cứ nghĩ là mình đúng là mình đúng. Chị hỏi nè, tụi em á, thường là những cặp mà thanh mai trúc mã đó, từ nhỏ quen nhau, từ nhỏ lớn xong lấy nhau á, là thường cái thời gian đầu mà lúc mà về ở chung á là hay bị stress lắm. Tại vì tất cả mọi thứ nó thay đổi một cách mà không như mình nghĩ. Trong suốt thời gian mình chơi giống như hai người bạn, chơi nhau rồi bắt đầu yêu nhau thì mình chuyển cái cảm xúc thôi. Nhưng mà đến khi về ở với nhau mới tiếp cận, cọ sát với nhau nhiều, mới nảy sinh nhiều thứ, dễ bị stress lắm. Tụi em có rơi vào trường hợp đó? Cái sốc sau khi lập gia đình của em đó là em về em làm dâu miệt vườn mà. Nên là làm dâu miệt vườn thì nữ công gia chánh là phải giỏi, rồi phải đảm đang khéo léo nữa. Mà em thì em không có năng khiếu hết đó. Trước đây là đi làm xong về nhà là dục cặp đó. Thích ăn thì ăn, không thích thì đi ra ngoài. Còn ngủ thì tới giờ đó mình muốn thức giờ nào thức. Còn giờ thì về làm dâu thì mình phải thức sớm hơn. Nhà cửa bề bộn là phải dọn liền chứ ngày xưa thì nhà cửa cứ chừng nào thích thì dọn, không thích thì thôi. Lúc đầu thì em hơi mệt cái chuyện đó, mệt mỏi như vậy. Nhưng mà em nghĩ là cái lợi của em là được như thế nào. Ví dụ mẹ em đảm đang, mẹ chồng em đảm đang vậy á, thì giúp em sau này là mình hoàn thiện mình hơn. Thì sau này khi mà mình có con cái này nữa thì mình nó sẽ vô nề nếp hơn. Em là đã có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Tụi em chỉ mới cưới nhau được khoảng 8 tháng ạ. Ôi còn không. Nhưng mà nếu 8 tháng mà em đã thích nghi được tất cả những điều đó thì em là thuộc lại nhanh nhạy đó. Cô này mà cho ra đời đi làm ăn á, là thành công á. Đó là một trong những lý do em thương nhiều. Hả? Dạ. Đó là một trong lý do mà em thương nhiều đúng không? Anh có cảm giác chồng em á chắc không bao giờ làm em giận được đâu á Lan. Tại vì cái mặt ông hề cũng chết rồi nhỉ. Thôi đâu bằng em. Tôi hề một, ổng hề hai đi. Hai vợ chồng em hay giỡn nhau lắm. Nên là anh thì anh không thể nào gọi là đem tiền bạc nhà lầu xe hơi cho em. Nhưng mà hai đứa là cứ động viên nhau, cứ cố gắng tạo những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Em có ý định là sẽ có con liền không? Dự định của em là sang năm anh, đầu năm sau. Tại vì cũng canh làm sao mà rơi vô cái thời gian buôn bán mà nó giãn khách nhất á. Tại vì tụi em kinh doanh bên thuốc bảo vệ thực vật á, nên là chỉ có mùa lũ lên á thì người ta không có làm lúa được. Thì lúc đó rảnh thì mình tính đấy. Đó thấy không, chị nghĩ rằng Tú rất là may mắn là Tú có một người vợ. Theo chị đây là một cô vợ vừa đẹp vừa giỏi giang mà lại biết sống. Chị thấy là biết sống, cho nên rằng chị mong là Tú giữ cái gia đình của em, đừng bao giờ để nó có cái sức mẻ gì ha.
Còn ngược lại thì như em nói đó, là em có một người chồng đáng yêu dễ thương như vậy. Thì mong là tụi em cứ như vậy hoài nha. Thôi chúc cho hai em bao sống có tin vui, để cho gia đình được vui vẻ thêm. Dạ. Rồi cảm ơn em.